Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Xem mùa sinh, đoán số phận, vận mệnh của 12 con giáp. Kính thưa quý vị và các bạn, con người chúng ta sinh ra ở những thời điểm khác nhau đều mang những nét tính cách, vận mệnh rất khác nhau. Và mỗi tính cách, mỗi số phận, vận mệnh đó đều những điểm thú vị rất riêng. Trong một năm thì có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. 4 mùa này có những đặc trưng rất riêng biệt và cổ nhân đã cho rằng mùa sinh chính là căn cứ rất quan trọng để có thể nói lên tính cách, số phận của một người. Sinh ra vào mùa nào sẽ chịu ảnh hưởng đặc trưng của mùa ấy. Mỗi một mùa sẽ được thừa hưởng vận may, vận trình, tài lộc rất khác nhau. Với mỗi một con giáp cũng tương tự như vậy, vận trình, số phận của những con giáp này khác nhau là do một phần bởi yếu tố mùa sinh. Vậy thì bạn sinh vào mùa nào trong năm, đặc điểm trong tính cách, số phận, vận mệnh của bạn khác gì so với những con giáp khác sinh vào mùa khác hay không? Để giải đáp những câu hỏi kể trên thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng kênh Tử Vi hãy cùng nhau đi tìm hiểu ở trong video dưới đây nhé. Đặc điểm các mùa tương ứng với số phận. Thứ nhất, số phận, vận mệnh của người sinh vào mùa xuân. Mùa xuân bắt đầu từ tháng riêng cho tới tháng 3 âm lịch. Người sinh vào mùa xuân thuộc vào loại sơn niên vận. Mùa xuân là mùa mà vạn vật hân hoan tiến tới thời kỳ phồn vinh, hoa lá đua nhau khoe sắc, ong bướm dập dần, cây cối thì đâm chồi nảy lộc và mọi thứ trên đời đều như trẻ lại. Đồng thời thì vào mùa xuân, băng tuyết cũng đã bắt đầu tan chảy, khắp mọi nơi thì hoa nở, chim hót rộn ràng, các loại vật ngủ đông cũng bắt đầu thức giấc. Vạn vật lúc này tràn trề sức sống. Chính vì vậy mà ông cha ta đã gọi cuộc sống của người thời trai trẻ là tuổi thanh xuân. Do vậy, vận mệnh của một người cũng bị ảnh hưởng bởi niềm hân hoan khi bước vào thời kỳ phồn vinh ấy. Người sinh vào mùa xuân là những người rất nhẹ nhàng, ấm áp, có một sự điềm tĩnh và lạc quan. Họ giành được nhiều tình yêu thương của gia đình, nhận được nhiều sự hỗ trợ tinh thần từ những người thân yêu. Những người sinh vào mùa xuân thành công thường đến rất sớm với họ. Rất nhiều người đã đạt được vận may từ những năm tháng tuổi trẻ. Vận số của những người sinh vào mùa xuân từ khi sinh ra cho tới năm 20 tuổi vốn được ông trời đặc biệt ưu đãi. Mà cái gọi là được ông trời đặc biệt ưu đãi ấy không phải chỉ thỏa mãn về phương diện vật chất mà nó còn cả tình yêu thương của cha mẹ, gia đình. Nó còn bao hàm tổng hợp tất cả mọi ưu đãi trong đời sống, môi trường. Người sinh ở mùa xuân được ông trời ưu ái ban cho sức khỏe, sự nhiệt huyết giống như nguồn nhựa sống của cây lá mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Ở họ có một sự tích cực và sự vươn lên mạnh mẽ giống như mầm non cựa mình sau một giấc ngủ đông dài, lạnh lẽo. Vì vậy, những đứa trẻ nếu sinh vào mùa xuân sẽ có được nhân tố tuyệt vời để có thể trưởng thành và do đó, trong quãng thời gian sơ niên vận của mình, đây sẽ là thời kỳ đỉnh cao nhất của những người sinh vào mùa xuân. Nếu như chúng biết nắm lấy thời điểm vận số tốt ấy thì ngay từ lúc còn trẻ, chúng đã có thể xuất đầu lộ diện, tiến lên cao, cả đời sẽ được thuận buồm xuôi gió. Do đó, với những người sinh vào mùa xuân, hãy cố gắng vươn lên ngay trong thời kỳ rực rỡ nhất của sơ niên vận của mình. Hãy cố gắng nắm lấy thời vận lúc đang lên, đồng thời cũng phải lưu ý tới độ tuổi trung niên sẽ là thời vận của mình đang bị giảm xuống. Do đó, phải thật cẩn thận trong tất cả mọi việc, từ công việc, gia đình cho tới tình cảm. Thứ hai, số phận, vận mệnh của những người sinh vào mùa hạ. Mùa hạ là khoảng thời gian từ đầu tháng 4 cho tới cuối tháng 6. Nếu như bạn sinh vào mùa hạ thì vận số cả đời của bạn thuộc loại thanh niên vận. Với những người sinh vào mùa hạ thì vận số của họ thịnh nhất là vào khoảng lúc thanh niên. Bất kể họ làm việc gì, họ đều cảm thấy tự do, tự tại. Đồng thời, nếu biết vận dụng tốt quãng thời gian có vận số thịnh nhất của cuộc đời mình thì họ sẽ phát triển rất tốt. Mùa hạ là mùa mặt trời rực rỡ nhất, chiếu rọi khắp mọi nơi, vạn vật đều tràn đầy sức sống. Trong khoảng thời gian này, lúa đang trổ bông, phấn hoa lan tỏa khắp không gian để chuẩn bị kết trái.
Đây là khoảng thời gian mà vạn vật vận động mạnh mẽ nhất trong bốn mùa. Mùa hạ cũng chính là ngưỡng của mùa thu, là mùa thu hoạch. Nếu dùng bốn mùa để ví với cuộc sống của một đời người, thì mùa hạ là mùa có nhiều biến động lớn nhất. Còn nếu nói theo màu sắc biểu tượng, thì mùa xuân là màu xanh lục, còn mùa hạ là biểu tượng của màu đỏ. Người sinh vào mùa hạ giống như ánh nắng rực rỡ của mùa hè sôi động. Họ nhiệt huyết, họ bền bỉ, họ đầy năng lượng tích cực. Người sinh mùa hạ có một tinh thần tiên phong đáng nể. Họ sẵn sàng với những thử thách, với những mạo hiểm để có thể có nhiều trải nghiệm mới. Người sinh vào mùa hạ cần phải biết nắm lấy vận may vào độ tuổi thanh niên của mình. Nếu sinh vào mùa hạ, đến khi về già, quay đầu nhìn lại vận mệnh cả đời của mình thì nhất định bạn sẽ thấy vận mệnh của mình phát triển rực rỡ nhất vào độ tuổi từ 2 năm cho tới 30 tuổi. Do vậy, với những người sinh vào mùa hạ, cho dù thuở nhỏ của bạn trôi qua không được êm đềm cho lắm, thế nhưng tuyệt đối chớ nên nhụt chí. Những người thành công đều là những người có thể vượt qua những thử thách của hoàn cảnh. Ngay từ nhỏ, họ đã theo đuổi mục tiêu của cuộc đời mình, biết dũng cảm tiến lên phía trước, luôn nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi. Thứ ba, số phận vận mệnh của những người sinh vào mùa thu. Mùa thu kéo dài từ tháng 7 âm lịch cho tới cuối tháng 9 âm lịch. Mùa thu là mùa của sự thu hoạch. Lúa hay các loại hoa màu khác đều được thiên nhiên ban thưởng hậu hĩnh. Cuối cùng cũng đã tới lúc chín muồi, tạo cho người nông dân cảm giác vui vẻ khi thu hoạch mùa màng về nhà. Đó cũng là một trong những đặc trưng của mùa thu. Thế nhưng, sau khi mùa màng đã được thu hoạch xong, thì khung cảnh ngoài đồng lại khiến chúng ta có cảm giác cô tịch, vắng lặng, không thể che giấu nỗi buồn man mát trước phong cảnh tiêu điều, cô quạnh ấy. Còn với rất nhiều người thì mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, với không khí se se lạnh cùng với những vạt gió chuyển mùa khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Những ánh nắng chói chang có phần gắt gỏng của mùa hè đã được giảm đi. Mùa thu mang lại cho những người sinh vào những tháng năm này một tính cách khoan dung, nồng ấm, thận trọng và tỉ mỉ. Thế nhưng yếu điểm của những người sinh vào mùa thu là do chịu ảnh hưởng của sự giao mùa, sự uể oải, sự chán nản. Khi gặp phải những điều bất lợi, họ sẽ là những người rất dễ bị xuống tinh thần nhất. Với những người sinh vào mùa thu thì độ tuổi chín chắn nhất cuộc đời, vận số cực thịnh nhất sẽ là vào độ tuổi trung niên. Trước giai đoạn đó là giai đoạn thanh niên thì vận số của những người này có xu hướng đi xuống. Nhưng những người sinh vào mùa thu đừng nản chí, hãy tưởng tượng tới cây lúa. Trước khi chỗ bồng kết trái thì cây lúa đã phải trải qua sự khảo nghiệm của mưa gió, tức là vào mùa hạ. Trước những đợt gió thổi mạnh làm thân cây nghiêng ngả dập dần, nhưng có như vậy thì cây lúa mới có đủ điều kiện để thụ phấn, để có thể tạo ra hoa trái, do đó mới có được vụ thu hoạch vào mùa thu. Và cũng giống như đạo lý kể trên, những người sinh vào mùa thu trước khi bước vào cuộc tranh đấu hay các giai đoạn mới của cuộc đời thì đều phải trải qua những cuộc khảo nghiệm rất kỹ lưỡng. Có vượt qua được những cuộc khảo nghiệm ấy hay không thì điều này phụ thuộc hoàn toàn vào vận mệnh của những người sinh vào mùa thu. Do đó, những người sinh vào mùa này cần phải biết cố gắng vào độ tuổi thanh niên. Ngoài ra, như đã đề cập ở trên thì cuộc sống nửa trước cuộc đời của những người sinh vào mùa thu thì đa số đều trải qua một cách bình lặng. Do đó thông thường mà những người này sẽ không có lòng kiên nhẫn để đợi cho qua kỳ ngủ đông này. Họ thường có những hành vi khinh suất, manh động, tự đào hố để chôn mình hay oán trách trời chẳng chiều người. Họ cảm thấy vô cùng thất vọng trong cuộc sống và đã có rất nhiều người vứt bỏ mọi sự cố gắng của mình. Kết quả là dù vận số cực thịnh thời trung niên của họ có tới, thế nhưng họ cũng không biết nắm lấy. Thậm chí họ để nó trôi đi một cách tự nhiên, còn mình thì chết dần trong sự bực dọc. Ngược lại, với những người biết nuôi hy vọng cho tương lai của mình, trong thời kỳ ngủ đông này thì họ vẫn liên tục cố gắng một cách không biết mệt mỏi, và đến độ tuổi trung niên họ sẽ thu được thành quả vô cùng mỹ mãn. Do đó, với những người sinh vào mùa thu, làm việc vất vả thời thanh niên thì nhất định họ sẽ được đền đáp xứng đáng vào độ tuổi trung niên. Qua độ tuổi 3 năm, nhất định những người này
sẽ gặt hái được thành công. Số phận vận mệnh của những người sinh vào mùa đông. Mùa đông bắt đầu từ tháng 10 cho tới hết tháng 12 âm lịch. Nếu như sinh vào mùa đông, vận số của bạn sẽ thuộc lại vãn niên vận. Mùa đông là giai đoạn mà hoa cỏ sẽ bị tàn tạ, phải gánh chịu gió lạnh tuyết rơi. Mùa này cũng là mùa ngủ đông của các loài động vật. Đó chính là cách tự bảo vệ của các loài động thực vật để có thể vượt qua được mùa lạnh lẽo, chờ đợi một mùa xuân ấm áp sẽ tới. Do vậy, nếu sinh ở mùa đông thì ông trời sẽ thử thách những người này phải ẩn mình đợi đến mùa xuân. Ngoài ra lại còn phải dưỡng thần, tích lũy nhuệ khí, tri thức, kiến thức, sức lực để có thể bùng phát khi vào mùa xuân. Do đó dù gặp phải bất cứ nghịch cảnh gì, những người sinh ở mùa đông đều có thể điềm nhiên chấp nhận và bạn cũng có khả năng tự khắc phục một cách siêu việt. Vì vậy, so với những người sinh vào mùa khác, vào độ tuổi trung niên trở về trước thì bạn có thể không bằng được họ. Thế nhưng vì bạn biết dựa vào tính nhân nại và khả năng khắc phục chính mình, nên lúc về già, bạn có thể được thành danh, cuộc sống vô cùng dễ chịu. Vậy thì nói vận số của những người sinh vào mùa đông không tốt bằng sơ niên vận, thanh niên vận hay là trung niên vận? Chưa hẳn đã là như vậy. Như đã nói kể trên thì dù quãng thời gian vận số cực thịnh của cuộc đời họ chưa đến hay là đến muộn, thế nhưng vẫn có những năm tháng vận số tốt đều đặn đến với họ theo một chu kỳ nhất định. Và nếu như can chi của họ có vận số tốt, ví dụ như những người cầm tinh con rồng, hổ, rắn, khỉ, lợn, vốn là những con vật có vận số mạnh hơn các loài khác trong 12 địa chi, lại kết hợp với thời gian sinh, thậm chí với cha mẹ bạn, nếu như có vận số tốt, duyên số tốt thì bạn cũng có thể có được vận số may mắn ấy. Vận mệnh 12 con giáp theo mùa sinh. Thứ nhất, vận mệnh người tuổi Tý. Người tuổi Tý sinh ở mùa xuân là mùa của tiết trời nồm ẩm. Người tuổi Tý sinh mùa này không có ý chí cạnh tranh quá mạnh mẽ. Nói một cách khác thì tính tình của những người tuổi Tý sinh ở mùa xuân khá ôn hòa, thận trọng. Họ được mọi người yêu mến, thế nhưng lại rất thiếu chủ kiến, cần có người giúp đỡ trong tất cả mọi mặt. Về vấn đề tình yêu thì họ rất ít khi chủ động theo đuổi người khác. Tuổi Tý sinh ở mùa hạ. Người tuổi Tý nếu sinh mùa hạ thì có số phận vất vả. Muốn thành công thì luôn cần phải dựa vào sự cố gắng của bản thân. Người này không nhận được nhiều sự giúp đỡ của người thân cũng như những quý nhân. Cuộc sống sau này đủ ăn đủ tiêu, thế nhưng cần phải chú ý tới phương diện sức khỏe. Tuổi Tý sinh ở mùa thu. Người tuổi Tý nếu sinh ở mùa thu là những người có tính cách rất quyết đoán, đã quyết định việc gì sẽ bắt tay vào làm ngay lập tức. Những người này có tài quan sát, có khả năng xây dựng các mối quan hệ xã giao. Chính vì thế, họ nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Cuộc đời của những người này không gặp quá nhiều điều trắc trở, thế nhưng do tính cách có phần hơi ích kỷ nên bạn bè thân thiết không có quá nhiều. Tuổi Tý sinh ở mùa đông. Người tuổi Tý nếu sinh vào mùa đông là những người có tính cách rất mạnh mẽ, kiên trì, gặp thất bại cũng không bao giờ từ bỏ. Tuy nhiên, họ không gặp may mắn trong cuộc đời, họ ít có cơ hội để có thể thể hiện tài năng của mình. Thứ hai, vận mệnh của những người tuổi Sửu theo mùa sinh. Tuổi Sửu sinh ở mùa xuân. Người tuổi Sửu nếu sinh ở mùa xuân là những người có tính cách kiên cường, một khi đã quyết định làm sẽ làm đến cùng. Thế nhưng lại khó nắm bắt thành công bởi vì tính cách của những người này quá thẳng thắn, không biết đề phòng những kẻ tiểu nhân quấy phá. Mặc dù trong những năm còn trẻ họ phải vất vả, nhưng về sau này cuộc sống của họ sẽ được ổn định hơn. Tuổi Sửu sinh mùa hạ. Người tuổi Sửu nếu sinh mùa hạ khi còn trẻ không gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống ở cả phương diện sự nghiệp lẫn tình cảm. Họ vất vả luôn tay, luôn chân, thế nhưng khiến người ta cảm thấy họ không gặp thời, không có chuyên môn cao trong bất cứ lĩnh vực nào cả. Tuổi Sửu sinh ở mùa thu. Con giáp này nếu sinh ở mùa thu là những người rất tự tin với khả năng của mình. Họ biết cách nắm bắt cơ hội, họ được mọi người yêu quý. Dù gặp phải khó khăn thì cũng không lùi bước, khiến cho họ dễ dàng đạt được thành công. Tuy nhiên với bản tính cô độc, không có nhiều bạn bè tâm giao nên về mặt tình cảm có phần hơi cô đơn.
tuổi Sửu sinh vào mùa đông. Tử vi cho rằng những người tuổi Sửu nếu sinh vào mùa đông là những người rất điềm tĩnh, có tinh thần trách nhiệm rất cao, được mọi người tin tưởng. Cả đời họ không gặp quá nhiều điều khó khăn trắc trở. Tuy nhiên, những người này lại không được đánh giá quá cao trong công việc. Thứ ba, số phận vận mệnh người tuổi Dần theo mùa sinh. Tuổi Dần sinh vào mùa xuân. Những người tuổi Dần nếu sinh vào mùa xuân là những người rất thích thể hiện bản thân mình. Họ là những người có tham vọng, có năng lực tổ chức, họ làm việc rất quả quyết. Tuy nhiên có thể vì đạt được lợi ích của bản thân mà có thể làm hại đến người khác. Chuyện tình cảm của những người tuổi Dần sinh vào mùa xuân rất thuận lợi, không có quá nhiều điều phiền não. Tuổi Dần sinh vào mùa hạ. Bản mệnh người tuổi Dần nếu sinh vào mùa hạ thường là những người tự gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người. Họ là những người kiêu ngạo, tuy nhiên lại được rất nhiều người yêu mến, đồng nghĩa với việc cũng đắc tội với rất nhiều người. Tuổi Dần sinh vào mùa thu. Người tuổi Dần sinh vào mùa thu là những người có ý chí rất kiên cường, khi đã quyết định, quyết tâm thì họ sẽ làm đến cùng. Tuy nhiên họ chỉ quan tâm tới cảm xúc của bản thân mình mà thôi. Người này là những người rất nhanh nhẹn, xác định rõ mục đích, lý tưởng sống của bản thân mình. Tuổi Dần sinh vào mùa đông. Người tuổi Dần nếu sinh vào mùa đông là những người có tính tình khá cố chấp, không hay nghe theo lời khuyên giải của mọi người. Chính vì thế, họ thích làm việc một mình, không muốn hợp tác với người khác. Do đó, họ có ít bạn bè thân thiết. Họ cũng luôn cố gắng không ngừng, thế nhưng lại là những người không gặp thời. Thứ tư, vận mệnh số phận người tuổi Mão theo mùa sinh. Tuổi Mão sinh vào mùa xuân. Người tuổi Mão nếu sinh vào mùa xuân là những người có nhân duyên tốt, gặp rất nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp, thế nhưng khi đứng trước cơ hội, họ lại thường do dự, chùn bước. Người này có thể tận dụng ưu thế của bản thân mình để có thể cạnh tranh với người khác. Tuổi Mão sinh vào mùa hạ. Người tuổi Mão sinh vào mùa hạ sẽ trải qua một cuộc đời khá bình lặng. Những người này có tính cách rất thoải mái, hào phóng, lại là những người có tài, cho nên họ xây dựng được rất nhiều mối quan hệ đáng tin cậy. Đa số họ là những người có nền tảng kinh tế tương đối tốt và họ rất dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Tuổi Mão sinh ở mùa thu. Người tuổi Mão sinh ở mùa thu là những người có khả năng quan sát rất tinh tế, họ có thể dự đoán trước được sự việc sắp xảy ra. Những người này có phản ứng rất nhanh nhẹn, cho nên họ dễ dàng hòa đồng với người khác. Sự nghiệp thuận lợi thế nhưng không quá rực rỡ bởi vì họ không có quá nhiều tham vọng trong cuộc sống. Tuổi Mão sinh ở mùa đông. Người tuổi Mão sinh ở mùa đông thường không nuôi tham vọng quá lớn, nhưng nhờ tính cách thông minh, hài hước nên rất dễ được lòng mọi người. Nhược điểm của những người này là thường có ý định chạy trốn khi phải đối diện với những khó khăn, với những thử thách. Họ không tìm cách giải quyết vấn đề một cách triệt để và thường phải dựa vào người khác. Thứ năm, số phận vận mệnh người tuổi Thìn theo mùa sinh. Tuổi Thìn sinh ở mùa xuân. Người tuổi Thìn nếu sinh ở mùa xuân là những người đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ cần phải cố gắng rất nhiều so với mọi người. Sự nghiệp của họ có được bước phát triển dần dần từ thấp cho tới cao. Chỉ có cách tích lũy kinh nghiệm từ dần dần thì mới có khả năng nắm bắt cơ hội, chứ không có thể trong một sớm một chiều mà có thể đạt được thành công như ý muốn. Người tuổi Thìn sinh mùa hạ. Người tuổi Thìn nếu như sinh vào mùa hạ là những người mang chí lớn. Họ luôn muốn mình trở thành những người xuất sắc nhất trên tất cả mọi phương diện, và họ sẵn sàng gánh vác những khó khăn thử thách. Tuy nhiên, do tính cách có phần nóng nảy cực đoan, cho nên tỷ lệ thành công trong sự nghiệp của họ chỉ là 50-50 mà thôi. Tuổi Thìn sinh ở mùa thu. Người tuổi Thìn nếu sinh ở mùa thu là những người có tính cách rất ôn hòa. Một khi được giao nhiệm vụ thì họ cố gắng hết sức hoàn thành. Tuy nhiên, sự nghiệp của họ lại không phát triển. Rất may mắn là họ sẽ trải qua một cuộc sống tương đối thuận lợi nhờ vào sự giúp sức của bạn bè, người thân. Tuổi Thìn sinh ở mùa đông. Người tuổi Thìn nếu sinh vào thời điểm này sẽ là những người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng. Họ thường là những người hay than thân trách phận, cho rằng mình xui xẻo, không gặp thời. Số 6, số phận vận mệnh người tuổi Tỵ theo mùa sinh. Tuổi Tỵ sinh ở mùa xuân.
Người tuổi Tỵ nếu sinh ở mùa xuân là những người có vốn kiến thức rất phong phú. Họ muốn phát triển được thì cần phải dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình, chứ không nhờ vào mối quan hệ xung quanh. Tuổi Tỵ sinh ở mùa hạ. Người tuổi Tỵ sinh ở mùa hạ là những người tài hoa, có đạo đức, cử chỉ rất tào nhã. Họ rất thuận lợi trong cuộc sống trên tất cả mọi phương diện, từ sự nghiệp, gia đạo cho tới tình cảm. Nhờ vào việc họ biết phát huy ưu điểm của bản thân mình. Rất nhiều người sinh vào thời điểm này nhận được sự ủng hộ và sự giúp đỡ của gia đình. Tuổi Tỵ sinh ở mùa thu. Tuổi Tỵ nếu sinh ở mùa thu là những người có tài ngoại giao nên thuận lợi trên rất nhiều phương diện trong cuộc sống. Họ có chí cầu tiến, họ không sợ hãi khó khăn. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình thì họ sẽ lựa chọn những người thân yêu của mình. Tuổi Tỵ sinh mùa đông. Người tuổi Tỵ nếu sinh mùa đông âm lịch thường là những người lương thiện, giúp đỡ mọi người một cách vô tư không cần báo đáp. Tuy nhiên, họ lại không giỏi từ chối những lời nhờ vả. Họ có rất nhiều bạn bè, thế nhưng tốt xấu hỗn tạp. Do đó cần phải chú ý, kẻo bị người có ý đồ không tốt lợi dụng. Thứ bảy, số phận vận mệnh người tuổi Ngọ theo mùa sinh. Tuổi Ngọ sinh ở mùa xuân. Người tuổi Ngọ nếu sinh vào thời điểm này là những người có tính cách rất phóng khoáng. Họ không bao giờ chịu sự ràng buộc của người khác, được đến đâu hay đến đó, nên cuộc sống của họ không có quá nhiều áp lực. Họ có nhiều bạn bè và nhận được sự yêu mến của mọi người. Tuổi Ngọ sinh vào mùa hạ. Bản mệnh nếu sinh vào mùa hạ là những người có số vất vả, bôn ba, cuộc sống không được bình lặng. Kinh tế không phát triển quá mạnh khiến họ phải luôn suy tính rất nhiều điều. Nhưng nhờ có mối quan hệ khác phái tốt đẹp nên họ có thể gặp may mắn về sau nếu như họ cố gắng không ngừng nghỉ để tiến bước. Tuổi Ngọ sinh ở mùa thu. Người tuổi Ngọ nếu sinh vào mùa thu là những người có tính cách rất hiếu thắng, thích làm việc theo ý mình nên không được lòng những người khác. Thế nhưng nhờ tính tình có phần dễ chịu nên không ai hay để bụng. Tuổi Ngọ sinh ở mùa đông. Với những người sinh vào mùa đông là những người không nhận được nhiều sự trợ giúp của gia đình, nên con giáp tuổi Ngọ sinh vào mùa này phải vất vả trong cuộc sống và sự nghiệp. Thế nhưng đến thời kỳ trung niên, cuộc sống sẽ trở nên khá khẩm hơn nhờ bạn bè giúp đỡ và họ biết nắm bắt cơ hội của bản thân mình. Thứ 8. Số phận vận mệnh của những người tuổi Mùi theo mùa sinh. Tuổi Mùi sinh vào mùa xuân. Tuổi Mùi nếu sinh vào mùa này có một cuộc sống khá êm đềm, vì thế họ không đạt được thành tựu nào quá lớn trong cuộc sống. Nhờ vào sự khôn lanh của mình, họ có thể nắm bắt được một vài cơ hội để có thể vượt bậc trong cuộc sống. Tuổi Mùi sinh vào mùa hạ. Người tuổi Mùi sinh vào mùa hạ là những người kiên cường, họ không sợ hãi khi đối diện với những sự thất bại. Dần dần khi đối diện nhiều với sự thất bại, họ có thể đạt được thành công rất lớn. Những người này là những người dũng cảm, họ chấp nhận thử thách, chấp nhận mạo hiểm, họ có tham vọng trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi. Tuổi Mùi sinh vào mùa thu. Tuổi Mùi nếu sinh vào thời điểm này là những người rất có dã tâm, thế nhưng vì sợ đắc tội với người khác, thường lo trước lo sau nên họ không đạt được thành công quá rực rỡ. Tài sản tích lũy được hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của một mình họ. Tuổi Mùi sinh mùa đông. Người tuổi Mùi sinh vào mùa này là những người có tính cách khá ôn hòa, không hiếu thắng khi làm việc. Họ cũng biết nhún nhường, chịu thuần thiệt về mình. Do không gặp thời nên bản mệnh gặp rất nhiều vất vả trong cuộc đời. Nếu như muốn thành công thì phải tự mình cố gắng, đồng thời phải quyết liệt hơn trong công việc. Thứ 9. Số phận vận mệnh của những người tuổi Thân theo mùa sinh. Tuổi Thân sinh vào mùa xuân. Người tuổi Thân nếu sinh vào mùa này có khả năng thích ứng rất mạnh mẽ, chí hướng của họ cao xa nên thích đến những nơi đô thị để lập nghiệp. Nhờ vào tài ứng biến khéo léo cho nên họ rất dễ đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên, tính cách có phần hơi đa nghi nên có ít bạn bè thân thiết. Tuổi Thân sinh vào mùa hạ. Người tuổi Thân nếu sinh vào mùa hạ là những người thuộc tiếp người, hoạt bát, năng nổ, tuy nhiên lại thích làm việc độc lập. Những người này rất có tinh thần trách nhiệm. Điểm yếu của những người tuổi Thân sinh vào mùa hạ là tính tình thiếu kiên nhẫn, hành xử có phần hấp tấp nóng vội, nên muốn thành công thì cần phải đợi tới tuổi trung niên. Tuổi Thân sinh ở mùa thu.
Những người này là những người rất thông minh, rất giỏi tích lũy kinh nghiệm. Với hai ưu điểm này khiến họ nhanh chóng đạt được thành công. Thế nhưng do thiếu dũng cảm nên họ không dám đưa ra những quyết định về lâu, về dài. Tuổi thân sinh ở mùa đông. Người tuổi thân nếu sinh ở mùa này là những người không có tham vọng. Họ chỉ mong muốn có một cuộc sống và công việc ổn định. Và họ sẽ trải qua một cuộc sống khá thuận lợi và bình lặng. Họ có nhiều bạn bè, thế nhưng không phải ai cũng là bạn bè tốt. Số 10. Số phận vận mệnh người tuổi Dậu theo mùa sinh. Tuổi Dậu sinh ở mùa xuân. Người tuổi Dậu nếu sinh ở mùa xuân là những người thích chạy theo xu hướng. Họ là người có tài nên rất dễ nắm bắt được vấn đề mới. Thế nhưng lại là những người khỏe mẽ nên ngoài mặt dù tỏ ra vẻ hoàn hảo, thế nhưng trong lòng lại rất hay coi thường người khác. Tuổi Dậu sinh mùa hạ. Người tuổi Dậu sinh vào thời điểm này khiến họ là những người có lý tưởng, có trách nhiệm, lúc nào cũng mong muốn làm việc lớn nên đa số đều luôn muốn cố gắng hết sức mình trong sự nghiệp. Tuy nhiên, để bước tới thành công thì họ phải trải qua rất nhiều những khó khăn và trắc trở. Tuổi Dậu sinh vào mùa thu. Đây là những người rất coi trọng sự nghiệp. Một khi đã hứa hẹn điều gì thì không bao giờ họ nuốt lời. Vì thế, họ thường nhận được nhiều sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên vì tư tưởng bảo thủ nên họ rất dễ tự mãn khi đạt được thành công. Người tuổi Dậu sinh vào mùa đông. Sinh ra vào thời điểm này, tuổi Dậu luôn muốn thực hiện mục tiêu đã đặt ra của mình. Họ muốn thay đổi số mệnh của mình. Vì thế, họ không tiếc khi sử dụng những thủ đoạn, cho dù phải lợi dụng người khác. Tuy nhiên, họ lại khá yếu đuối và không thể nào đối diện với những thất bại. Số 11. Số phận vận mệnh người tuổi Tuất theo mùa sinh. Tuổi Tuất sinh ở mùa xuân. Tuổi Tuất nếu sinh vào mùa này thường là những người có tính cách rất trung thực, thật thà. Chỉ cần hứa với ai thì họ sẽ không bao giờ lật lòng. Họ là những người rất ham vui, thích tụ tập bạn bè, tuy nhiên lại không có duyên với người khác giới. Do đó cần phải thay đổi tính cách ham vui này. Tuổi Tuất sinh vào mùa hạ. Người tuổi Tuất nếu sinh vào mùa hạ thì có một cuộc đời khá thuận lợi, chỉ cần cố gắng là có thể thực hiện được ước mơ. Là những người chính trực nên họ thường không quan tâm tới tiền bạc. Và không những vậy, họ cũng không thích những công việc kiếm được tiền một cách quá dễ dàng. Tuổi Tuất sinh vào mùa thu. Những người tuổi Tuất sinh vào mùa này thuộc tuýp người thông minh, có tài. Họ rất dễ nhận được sự tán thưởng của mọi người. Thêm nữa, họ rất dễ nhận được sự tương trợ của quý nhân và bạn bè, nên tỷ lệ thành công trong cuộc sống là rất cao. Tuổi Tuất sinh ở mùa đông. Đây là những người trượng nghĩa, không ngại giúp đỡ bạn bè. Trong cuộc sống, họ chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc và không mong muốn theo đuổi các nhu cầu vật chất quá lớn. Số 12. Số phận vận mệnh người tuổi Hợi theo mùa sinh. Người tuổi Hợi sinh mùa xuân. Đây là những người lương thiện, khẳng khái, luôn luôn giúp đỡ người khác. Vì có chí tiến thủ nên chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì họ sẽ cố gắng hết mình và đạt được sự thành công trên các phương diện. Tuổi Hợi sinh ở mùa hạ. Đây là những người khá lười nhác bởi trong cuộc sống họ không gặp nhiều khó khăn, thử thách. Mọi việc đều có thể dễ dàng giải quyết nên con giáp này không cần phải động tay, động chân, từ đó sinh ra việc lười nhác. Điều này góp phần khiến tính cách của họ có phần trở nên yếu đuối, rất dễ từ bỏ nếu như thực sự gặp phải khó khăn. Thế nhưng may mắn là nhờ có quý nhân giúp đỡ nên họ luôn có một cuộc sống đầy đủ và sung túc. Tuổi Hợi sinh vào mùa thu. Người tuổi Hợi sinh vào mùa này là những người rất giỏi xã giao. Họ luôn nhận được sự yêu mến của mọi người và luôn có nhiều bạn bè. Họ là những người rất vô tư. Tuy nhiên, sự vô tư của họ chưa chắc sẽ nhận được sự báo đáp tương ứng. Vì thế cần phải chú ý với những người tiếp cận quanh mình vì tư lợi. Tuổi Hợi sinh ở mùa đông. Đa số những người tuổi Hợi sinh ở mùa đông là những người có hoàn cảnh gia đình không quá thuận lợi. Do đó họ cần phải cố gắng bằng chính sức lực của mình. Tính cách quá thẳng thắn khiến rất dễ đắc tội với người khác. Tính tình của những người này cũng không hay để bụng nên có nhiều bạn bè tâm giao. Các bạn đã được lắng nghe video xem mùa sinh đoán số phận vận mệnh của 12 con giáp. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại.